Khi nói về xe đạp, chúng ta luôn nghĩ về những dòng xe đạp Trek, Cervelo, Giant. Vậy có một dòng xe đạp nào khác ngoài những anh bạn này không? Hôm nay mình và các bạn cùng tìm hiểu một dòng xe đạp của Wingspace đến từ Trung Quốc. Thử xem anh bạn này sẽ làm được gì cho chúng ta xem trong video này nhé. Các bạn đừng quên, Tâm Đức đang có chương trình khuyến mãi đến ngày 10 tháng 12. Các bạn hãy nhanh tay đến với showroom của Tâm Đức hoặc liên hệ ngay bộ phận kinh doanh để được hưởng chương trình khuyến mãi giảm 4% trên những chiếc xe đạp dưới 30 triệu đồng nhé. Wingspace được thành lập vào năm 2008 và công ty đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế chế tạo khung xe đạp bằng sợi carbon cao cấp. Wingspace có trụ sở tại Hạ Môn, Trung Quốc. Và cho đến nay, Wingspace đã phân phối hơn 200 cửa hàng và trực tiếp cho khách hàng trên toàn thế giới. Trên thị trường hiện tại, Wingspace đang kinh doanh hai dòng sản phẩm chính, đó là khung xe đạp sợi carbon cao cấp và vành xe đạp carbon cao cấp. Với Wingspace có đội ngũ quốc tế mang đến những kiến thức chuyên môn và kỹ thuật thiết kế về xe đạp. Vì vậy, chúng ta không khỏi bất ngờ những chiếc xe đạp của Wingspace đã đua ở cấp độ UCI quốc tế và cả thế vận hội Olympic. Đối với khung xe đạp của Wingspace, chúng ta có 3 dòng sản phẩm. Wingspace T1500 là dòng sản phẩm xe đạp đua toàn diện với khí động học, mục đích là tạo ra một khung sườn có thể giúp con xe đi nhanh nhất có thể. Với khung sườn của Wingspace T1500 sẽ cho các bạn hai lựa chọn về thắng vành hoặc thắng đĩa. Với dòng sản phẩm khung thứ hai là Wingspace SLC, đây là một trong những dòng sản phẩm khung xe đạp giúp các bạn chinh phục được những con đèo, con dốc mượt mà với những khung sườn carbon siêu nhẹ, với thiết kế tập trung vào mục đích giúp các bạn đi nhanh hơn khi xuống dốc hoặc leo dốc. Trọng lượng tối đa của một khung sườn Wingspace SLC là từ 780g. So với các đối thủ cùng phân khúc thì đây là một trọng lượng khá là ấn tượng. Với khung sườn Wingspace SLC này, chúng ta cũng có hai lựa chọn là thắng vành hoặc thắng đĩa. Và một sản phẩm cuối cùng của khung xe đạp Wingspace đó là Wingspace G2 Gravel. Đây là một khung xe đạp carbon chất lượng giúp các bạn có thể chinh phục được những đèo núi, dốc cao và có một khung sườn khỏe khoắn. Khung sườn có thể đáp ứng bánh xe lên tới 700x50cm. Vì vậy, với khung sườn Wingspace G2 Gravel này sẽ giúp các bạn có nhiều lựa chọn option hơn để tự tạo ra mình một con xe đạp đua và một con xe đạp leo núi tay công ấn tượng nhất. Với phương châm thiết kế của Wingspace là tạo ra một khung xe đạp carbon chất lượng nhất, đa số các dòng xe đạp của Wingspace đều là dòng xe đạp cao cấp. Vì vậy, những chiếc xe đạp Wingspace luôn có thiết kế bắt mắt cũng như màu sơn mang tính thời thượng và thời trang. Chất lượng của khung sườn Wingspace được hãng công bố được tính toán thiết kế kỹ lưỡng trên cơ sở lý thuyết trước khi đem đi sản xuất thực tế. Và ngoài ra, chất lượng của khung sườn Wingspace đã được bạn bè quốc tế tra tấn thực tế để đảm bảo được chất lượng cho các bạn. Mình tin chắc rằng khung sườn Wingspace là một trong những chất lượng xe đạp mà mình từng xem trên video thực tế về cách tra tấn này. Và đặc biệt với dòng sản phẩm khung xe đạp Wingspace G2 Gravel sẽ cho phép các bạn tùy biến được khung xe đạp thành mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như một con xe đạp đua chuyên nghiệp Gravel hoặc một con xe đạp bình dân để đi tập thể dục thể thao. Với Wingspace G2, hãng sẽ cho phép các bạn làm được nhiều điều hơn chúng ta mong muốn. Về kích thước của khung sườn Wingspace sẽ phân ra dạng chữ cho chúng ta dễ lựa chọn, chẳng hạn như XS, S, M, L, XL và XXL. Các bạn có thể tham khảo trên màn hình với khung sườn của khung xe đạp Wingspace T1500 nhé. Nếu review Wingspace mà không nói đến vành xe đạp là một điều thiếu sót. Đối với vành xe đạp của Wingspace, chúng ta có hai dòng sản phẩm: vành xe đạp cho xe đạp đua đường trường địa hình Gravel và dòng xe đạp cho xe đạp đua đường trường tốc độ cao Road. Cả hai đều mang tên với vành xe đạp lún. Với lún Hepburn, chúng ta có rất nhiều dòng sản phẩm để lựa chọn, chẳng hạn như lún Hepburn 2020, lún Hepburn 2023 hay lún Hepburn Black Edition. Và bề dày nhỏ nhất của vành carbon là 38mm. Và tất cả các dòng sản phẩm vành xe đạp của Wingspace đều được hỗ trợ vành thắng gom và vành thắng đĩa. Vì vậy, sẽ giúp chúng ta linh hoạt hơn trong việc lựa chọn phụ tùng phụ kiện cho những chiếc xe đạp, không chỉ trên khung sườn của Wingspace mà tất cả các loại khung sườn khác của xe đạp. Nếu các bạn nào chưa tự tin tì đè lên tay lái của xe đạp thì hãy xem tay lái của Wingspace nhé. Với tay lái của Wingspace được test với 80kg đè đồng thời lên tay lái và 60kg vặn xoắn, được lặp đi lặp lại 100.000 lần. Ngoài ra, với tay lái của Wingspace hỗ trợ tốt với tất cả các bộ phụ tùng khác, đặc biệt là của Shimano. Vì thế, các bạn sẽ yên tâm về chất lượng của Wingspace, kể cả tay lái, khung sườn và vành carbon. Bởi vì tất cả các dòng sản phẩm được tính toán kỹ lưỡng trên lý thuyết và sản xuất thực tế và test các dòng sản phẩm đã được hoàn thiện. Wingspace là một thương hiệu khung xe đạp và vành xe đạp được nhiều bạn bè quốc tế quan tâm. Vì vậy, các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp được những video tra tấn những khung xe đạp Wingspace hay những vành
bạn xe đạp Wingspace. Vì vậy, chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan về chất lượng của khung xe đạp Wingspace hay vành xe đạp Wingspace trên lý thuyết và cả trên thực tế. Hy vọng rằng video này sẽ giúp chúng ta biết thêm một anh bạn trong làng xe đạp nữa là Wingspace. Các bạn nghĩ sao về dòng xe đạp Wingspace này? Hãy cho mình biết ở dòng bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì đừng quên Tâm Đức đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 4% trên những chiếc xe đạp dưới 30 triệu nhập chính hãng nguyên thùng. Cho đến hết ngày 10 tháng 12, các bạn hãy nhanh tay liên hệ ngay bộ phận kinh doanh hoặc đến showroom của Tâm Đức để hưởng ứng chương trình này nha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn trong các video lần sau.